Vâng, xin chào các bạn. Sapa huyền thoại là một điểm đến vô cùng tuyệt vời tại miền Bắc. Vậy liệu các bạn có muốn có một chuyến du lịch Sapa vô cùng hiệu quả, vô cùng tuyệt vời mà lại chi phí cực kỳ thấp không ạ? Dạ vâng, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn các mẹo giúp bạn có thể đi chơi Sapa vô cùng tuyệt vời như vậy. Với kinh nghiệm hàng trăm lần du lịch Sapa, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả những điều tuyệt vời này hôm nay. Dạ vâng, Sapa huyền thoại vô cùng mát mẻ, đó là một điểm đến vô cùng tuyệt vời ở miền Bắc vào mùa hè này để có thể tránh nắng, để có thể có một thời tiết vô cùng tuyệt vời, vô cùng mát mẻ, và chúng ta lại có rất nhiều nơi để thăm thú đó. Đầu tiên tôi xin giới thiệu với các bạn một chút về Sapa. Sapa là một thị trấn nhỏ miền núi nằm ở sườn dãy Hoàng Liên Sơn tại tỉnh Lào Cai, một trong những tỉnh miền núi phía Bắc giáp Trung Quốc ạ. Sapa nằm cách Hà Nội khoảng tầm 400 km. Nếu các bạn đi quyết định đi ô tô lên đó thì tất cả các tỉnh hiện nay đã có ô tô khách từ tỉnh của các bạn lên thẳng trung tâm thành phố Lào Cai, và từ thành phố Lào Cai các bạn có thể bắt xe trung chuyển này, xe buýt này lên thẳng Sapa. Từ thành phố Lào Cai lên Sapa khoảng tầm 30 km thì xe sẽ chạy trong tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ ạ. Ngoài ra các bạn, nếu các bạn xuất phát từ Hà Nội thì chúng ta có một lựa chọn khác vô cùng tuyệt vời, một trải nghiệm vô cùng thú vị, đó chính là các bạn có thể đi tàu đêm ạ. Đi tàu đêm một trải nghiệm vô cùng thú vị. Tôi đã đi tàu đêm lên từ Hà Nội lên Lào Cai cũng khoảng đâu đó 30-40 lần, nhưng mà đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Và có một lần tôi đã từng đi tàu đêm từ Hà Nội lên Sapa vào đúng ngày giao thừa, đúng 30 Tết. Một trải nghiệm vô cùng thú vị mà không bao giờ tôi có thể có lại được. Tuyệt vời luôn, vô cùng hay. Sau khi các bạn đã quyết định đi Sapa thì đầu tiên các bạn là nên trải nghiệm Sapa trong vòng bao nhiêu ngày, đúng không ạ? Bao nhiêu ngày, mốc thời gian vô cùng quan trọng nữa. Đối với tôi, những người muốn trải nghiệm Sapa thật là sâu sắc, thật là cụ thể, hay là nói thế nào nhỉ, thì tôi muốn là đi du lịch Sapa phải đi sâu thẳm vào các làng, các bản và trải nghiệm trekking leo núi, leo fan ạ. Thì ngắn nhất thì các bạn nên dành cho những cái trải nghiệm như thế này khoảng tầm là 4 đêm và 3 ngày. Vâng, trong đó là chúng ta đã có 2 đêm đi di chuyển và 3 ngày, 2 đêm còn lại, 1 đêm còn lại, trải nghiệm Sapa. Thì đối với các bạn đi du lịch truyền thống bình thường với các bản ở gần thị trấn Sapa, với các nhà hàng, các khách sạn, các địa điểm xung quanh Sapa và các điểm tại thị trấn Sapa, thì chúng ta có thể dành cho cho Sapa một chuyến du lịch khoảng tầm 3 ngày 2 đêm cũng ok ạ. Vâng, và tiếp theo đến kinh phí. Kinh phí các bạn đi ok. Thì mình nghĩ là các bạn có thể dành cho Sapa một chuyến du lịch là khoảng tầm là từ 3 đến 5 triệu đồng. Từ 3 đến 5 triệu đồng. Vâng, vé di chuyển thì thường thường là từ Hà Nội đi, từ Hà Nội là điểm trung tâm đi, thì chúng ta có thể di chuyển bằng xe khách lên Sapa, nó rơi có vé khoảng tầm từ 3 đến 400 ngàn. Tàu từ 3 đến 500 ngàn tàu đêm ạ. Tùy vào cái hạng vé mà các bạn chọn, mà các bạn book ạ. Tùy vào hạng giường, hạng toa, rồi chất lượng dịch vụ trên tàu. Vâng, và sau khi các bạn đã có mặt tại thị trấn Sapa rồi thì đầu tiên các bạn nên chọn cho mình một cái khách sạn, một nhà nghỉ nào thật phù hợp với mình. Thì thật ra trên Sapa hiện nay đã có rất nhiều homestay rồi, rất tuyệt vời luôn, giá cả rất hợp lý, mà người dân tại đây họ đón khách rất là nhiệt tình, rất là niềm nở, rất là thân thiện luôn. Thì nếu các bạn cần thì các bạn hãy liên hệ với tôi, địa chỉ bên dưới, vì tôi có rất nhiều các địa chỉ, các anh chị em hiện nay đang làm homestay trên Sapa đó, ngay trong thị trấn thôi, trong trung tâm thôi. Khách sạn, nhà nơi ăn ngủ thì không nhất thiết phải làm tại mặt đường, bởi vì thị trấn Sapa rất nhỏ, không nhất thiết chúng ta phải ở những khách sạn đắt tiền ở mặt đường to lớn, mặt tiền đẹp, chúng ta bước một bước xuống đường ngay, mà chúng ta có thể di chuyển vào trong các ngõ 100-200 mét thôi, nhưng các bạn đã có một cái phòng rất là mới, bởi vì họ đã đầu tư rất là mới ạ. Rất là mới, 1-2 năm gần đây thôi, họ đã xây lên những nhà nghỉ guest hall hoặc là những khách sạn nhỏ để đón khách ở trong ngõ, rất ấm cúng với gia đình của họ,
một nhà nghỉ, một khách sạn như thế thì họ xây khoảng tầm từ 5, 10 đến 20 phòng thôi, nhưng mà phòng nào cũng tất cả đầy đủ, rất là đầy đủ các nội thất này, rồi điều kiện rất là tuyệt vời, bởi vì họ mới mà, tường trần rồi đệm chăn ga, nhà vệ sinh, gương, rồi tất cả các phụ kiện, các nội thất bên trong rất là mới, rất tuyệt vời ạ. Và giá phòng đó thì rơi vào tầm khoảng từ 250 đến 450, tùy vào cái điều kiện của cơ sở vật chất tại từng khách sạn khác nhau ạ. Và nếu mà các bạn cần những lời khuyên, những địa chỉ cụ thể thì tuyệt vời, thì các bạn có thể liên hệ comment bên dưới hoặc là liên hệ với tôi theo số điện thoại bên dưới. Tôi sẽ nhắn tin cho các bạn, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những địa chỉ nào mà các bạn, các số điện thoại. Sau đó bạn sẽ liên hệ với người ta, với các anh chị đó. Nếu mà các bạn thấy hợp lý, thấy các bạn xem ảnh, thấy điều kiện cơ sở vật chất trong phòng ok, thì các bạn có thể là liên hệ và book phòng họ. Và tôi khuyên các bạn là lên book phòng trước nhé. Bởi vì Sapa rất là đông hiện nay. Sau khi cao tốc Hà Nội Lào Cai được làm xong, được hoàn thiện, thì bây giờ là Sapa là một điểm đến vô cùng đắt khách tại miền Bắc ạ. Vô cùng đắt khách. Chẳng hạn như Tết vừa rồi, xin chia sẻ với các bạn, tôi đã đưa cả gia đình, cả cái doanh nghiệp của tôi lên đó, và thật là choáng ngợp. Quá là đông người. Các bạn phải tưởng tượng là đường tắc từ sáng đến trưa, và từ chiều đến tối tắc đường, các bạn phải hiểu là tắc đường đúng không ạ? Và nếu rất nhiều người đứng ngoài đường cầm ba lô, cầm vali mà không có chỗ ăn, chỗ nghỉ. Vậy cho nên các bạn phải biết là để có một chuyến du lịch tuyệt vời hơn tại Sapa thì các bạn lên book trước đi ạ. Các bạn lên một cái lịch trình cụ thể trước, và sau đó là các bạn lên book phòng trước. Book nếu mà có ok hơn thì các bạn có thể book nhà hàng. Và nếu các bạn cần các địa chỉ nhà hàng ngon, bổ, rẻ, ba tiêu chí tuyệt vời của chúng ta, các bạn cũng có thể comment xuống bên dưới, hoặc có thể liên hệ theo số điện thoại của chúng tôi, của tôi này, thì tôi sẽ trực tiếp có thể tư vấn cho các bạn, giúp đỡ các bạn có những địa chỉ tuyệt vời nhất để chúng ta có một chuyến du lịch Sapa tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Rồi ok, sau khi đến lịch trình, đến ngân quỹ, đến cách di chuyển này và nơi ăn trốn nghỉ, thì chúng ta sẽ tính đến chuyện là chơi ở đâu, ăn ở đâu rồi, các nhà hàng này, thì chúng ta tính đến chuyện là chơi ở đâu, đúng không ạ? Thì đầu tiên tôi sẽ liệt kê cho các bạn các điểm các bạn có thể chơi tại Sapa. Vâng, đầu tiên trong thị trấn Sapa chúng ta có nhà thờ này, thứ nhất là nhà thờ này, nhà thờ và quảng trường này. Đó, nhà thờ là xây từ thời Pháp thì hiện nay còn giữ nguyên kiến trúc như cũ, mặc dù nó đã bị tàn phá trước đây, nhưng bây giờ lại xây lại nhà thờ đá với các tảng đá, các xây bằng đá, cả tường, cả tháp chuông, tất cả tường và nhà thờ đều xây bằng đá, được xây lại đúng nguyên theo kiến trúc, đúng trên vị trí, trên cái nền mà trước đây nhà thờ đã bị tàn phá, và kiến trúc rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Trước nhà thờ có một cái quảng trường ở trên đó, là nơi diễn ra chợ tình Sapa vào các ngày cuối tuần ạ. Nếu không vào các ngày thường thì buổi tối thì có rất nhiều các em bé, các chị, các bà, các cô, người Hơ Mông, người Dao Đỏ, họ đến đó để bán hàng buổi tối ạ. Thì buổi tối các bạn có thể lên trên đó, lên quảng trường đi dạo, đi chụp ảnh và ngắm nhìn thị trấn Sapa vào ban đêm cũng rất là tuyệt vời. Điểm thứ hai, tại thị trấn Sapa ngay gần đó thì các bạn có thể đi thăm đỉnh Hàm Rồng. Đỉnh Hàm Rồng là đỉnh núi, một ngọn núi ngay cạnh thị trấn Sapa. Khi chúng ta lên đó, chúng ta sẽ có một cái view, chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh về thị trấn Sapa, vô cùng đẹp. Cùng với đó thì trên đỉnh Hàm Rồng chúng ta sẽ có vườn hoa 12 con giáp, rồi có rất nhiều các loại hoa, các loại cây rất là đẹp, luôn luôn có hoa trên đó bạn nhé. Cho nên chúng để có những bức ảnh check-in tuyệt vời đẹp, thì tôi khuyên các bạn Hàm Rồng là một điểm đến tuyệt vời để có thể có những bức ảnh huyền thoại. Vâng. Giá vé ở đây nó nếu tôi nhớ không nhầm thì nó rơi vào tổng khoảng 30.000 2 đến 30.000 một người một lượt khách vào ạ. Còn trẻ em nó miễn phí nhá. 1m2 trở lên là tính phí, dưới 1m2 là trẻ em được miễn phí ạ. Rồi tiếp theo, sau đỉnh Hàm Rồng thì chúng ta có thể đi thăm xa hơn một chút xíu, cách thị trấn Sapa khoảng tầm 1 đến 2 km đi bộ, thì chúng ta có thể đi thăm bản Cát Cát. Cát Cát là một bản người Mông đen. Họ sống ngay dưới chân thác, đó là điểm cuối của thung lũng Mường Hoa, điểm cuối, điểm thấp nhất của thung lũng Mường Hoa, nơi con suối Mường Hoa đổ về. Đó, Cát Cát ở trong tiếng Pháp, Cát Cát đầu tiên là một từ tiếng Pháp đến với chúng ta trong tiếng Việt ạ. Cát Cát có nghĩa là, trong tiếng Pháp phát âm là Cascade, có nghĩa là nó là một, nghĩa là nói về một chiếc thác ạ. Cascade là một chiếc thác,
thì ở dưới cuối bản này có một chiếc thác rất là đẹp. Chiếc thác này nó là đoạn cuối của tour của cái suối Mường Hoa, chạy dọc theo thung lũng Mường Hoa và đổ về suối Cát Cát. Ở nơi đó thì có một đập nhỏ, nơi có một nhà máy thủy điện nhỏ được xây bởi người Pháp trước đây. Trước đây Sapa chịu điện, cho nên là người Pháp đã xây một cái đập ở đó và xây dựng một nhà máy thủy điện để có điện để cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn tại Sapa trước đây phục vụ người Pháp ạ. Và trên bản Cát Cát này, dọc hai bên đường chúng ta đi xuống cầu thang, chúng ta luôn luôn đi xuống nhá, đi xuống bản ạ. Thì hai bên đường là các nhà dân người Mông Đen, họ bày bán các đồ lưu niệm như là vòng tay, vòng cổ, lắc chân, rồi tất cả những đồ đặc sản, rồi những đồ trang trí của người Hơ Mông, những đồ truyền thống của người Hơ Mông, những quần áo, trang phục của người Hơ Mông Đen. Vâng, rất là đẹp. Đấy, các bạn có nhu cầu mua về làm trang trí ngôi nhà của mình hoặc làm quà cho bạn bè của các bạn thì các bạn có thể mua tại đây và các bạn có thể ủng hộ cho người dân ở đây ạ, giúp họ có thể là có cuộc sống tuyệt vời hơn. Bởi vì cuộc sống người dân Mông Đen ở trên núi, ở trên Sapa hiện nay cũng còn rất là khó khăn ạ. Rồi một điều nữa tuyệt vời nữa là trước khi đi Sapa, các bạn có thể chuẩn bị những đồ từ thiện. Ví dụ như các bạn có thể chuẩn bị những bộ quần áo không dùng đến nữa, hoặc những đôi tất, hoặc những chăn ga, hoặc có thể là những cái bút, chì bút có thể viết được, hoặc các bạn có thể những quyển sách, quyển vở tuyệt vời để khi lên Sapa, khi đến Cát Cát chẳng hạn, các bạn có thể vào thăm trường học Cát Cát để các bạn từ thiện, các bạn có thể tặng những món quà tuyệt vời này đến các em nhỏ tại trường học. Và cuộc sống của các em ở đây cũng rất là khó khăn, các em phải đi 5, 10, 15, 20 cây số để đến trường học mỗi ngày. Và các cô giáo ở đây nhiều khi các cô các thầy còn phải đến từng nhà từng em một để vận động các em đến trường học, cho nên là rất là khó khăn ạ. Những món quà của các bạn mang đến cho các em cũng là một cái món quà tuyệt vời, vô cùng ý nghĩa, tạo động lực cho các em học, tiếp tục học ạ. Dạ vâng, ở tiếp theo ở trong Cát Cát thì các bạn có thể đi thăm nhà máy thủy điện Cát Cát này. Ở viện hiện nay thì nó không còn sản xuất điện nữa bởi vì nó quy mô nhỏ quá, và nhà máy bây giờ chuyển thành một cái nhà hát nhỏ. Ở nơi đó hiện nay là mỗi buổi sáng và buổi chiều sẽ có 2 đến 4 cái tour múa của người Mông, sẽ diễn ra một buổi biểu diễn các folkloric, có nghĩa là nhạc dân tộc về các điệu múa của người Mông, người Dao, người Tày và tất cả các dân tộc khác sống chung với Sapa, rất là tuyệt vời ạ. Rồi sau đó các bạn sau Cát Cát thì các bạn có thể đi thăm bản Lao Trải Tà Van, cách Sapa khoảng tầm 8 đến 10 cây số đi xe ô tô ạ. Thì vé đầu tiên, vé vào đây thì mỗi người sẽ là 30.000 một vé thắng cảnh ạ. Với những số tiền bán vé này thì họ sẽ giúp người dân xây lại trường học, xây lại đường xá, giúp cuộc sống của người dân ở trên các bản này sẽ có một cuộc sống tuyệt vời hơn. Vâng, và tiếp theo khi đến bản Lao Trải Tà Van thì các bạn có thể xuống xe ô tô và đi thăm hai bản, đi từ Lao Trải sang Tà Van và ô tô sẽ đón các bạn ở Tà Van ạ. Các bạn có thể đi taxi hoặc các bạn có thể thuê một chiếc mô tô. Nếu các bạn đi phượt, trải nghiệm phượt nhóm 2, 4, 6 hoặc 10 người thì tôi khuyên các bạn có thể thuê một chiếc xe máy tại thị trấn Sapa. Giá thuê là 100 đến 150.000 một ngày và xăng các bạn tự đổ ạ. Xe ga hoặc xe số tùy các bạn, nhưng mà tôi khuyên các bạn nên dùng xe số bởi vì là ở Sapa núi rất là dốc cao, cho nên là các bạn có thể dùng phanh bằng số. Những kỹ thuật này thì các bạn có thể search trên mạng là nó sẽ rất là tuyệt vời, cụ thể hơn. Bởi khi bạn đi xe ga xuống dốc nó sẽ không có hãm phanh bằng số thì sẽ nguy hiểm hơn, các bạn dùng phanh suất thì nó sẽ cháy phanh thì nó sẽ không an toàn lắm ạ. Thì các bạn, mình khuyên các bạn là nên thuê xe số 100.000 một ngày và các bạn đổ xăng vào đó thì các bạn sẽ lên đường, xách ba lô lên và đi. Với xe máy thì các bạn có thể cơ động đi tất cả các bản xung quanh Sapa này, rồi các bạn có thể là đi đến Trạm Tôn, đi đến điểm có thể bắt cáp treo để lên đỉnh Phan Xipang ạ. Vâng, đỉnh Phan Xipang là một nơi không thể không đến khi các bạn đi Sapa. 3.143m trên đỉnh Hoàng Liên, đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà chúng ta khi lên Sapa phải đi Phan Xipang, hoặc một lần trong đời chúng ta phải lên đỉnh, một lần trong đời hãy lên đỉnh ạ. Thì vé cáp treo hiện nay là 700.000 một người lớn á, cả đi và về. Thì các bạn có thể gửi xe máy ở dưới chân rồi chúng ta đi bộ lên cáp treo, mua vé và chúng ta đi cáp treo.
5 đến 6 cây số đi cáp treo rất cao, rất tuyệt vời như thế, các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với cáp treo Phan Xi Păng ạ, cáp treo huyền thoại. Rồi trên đỉnh đó thời tiết rất là lạnh, cho nên là tôi khuyên các bạn, là nên mang theo một chiếc áo thu đông mỏng hoặc một chiếc áo phao từ ở nhà đi. Đó, nhưng các lần mình đi, lần nào mình lên đó mình cũng đều phải mua áo, bởi vì là chủ quan mà ở dưới này thì 30-40 độ rất là nóng, nhưng mà khi lên đó các bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn mới, thú vị luôn. Nó thay đổi hoàn toàn nhiệt độ, trời đang nóng như thế này tự nhiên lên đó lạnh không thể chịu nổi, và các bạn chắc chắn phải mua áo. Và áo trên đó rất là đắt mọi người nhé, đắt gấp đôi gấp ba ở dưới mình, cho nên là tôi khuyên các bạn nên chuẩn bị một chiếc áo thu đông hoặc một chiếc áo phao trước khi xuất phát ạ. Rồi tiếp theo là sau khi thăm đỉnh Phan Xi Păng thì các bạn có thể là đến Trạm Tôn là nơi xuất phát để leo Phan Xi Păng, hoặc bạn có thể đi thăm thác Bạc, chính là thác tình yêu ngay cạnh Trạm Tôn, ngay cạnh đường vào của đỉnh Phan Xi Păng ạ. Với các lịch trình như thế thì các bạn có thể là sắp xếp làm sao cho hợp lý để chúng ta có thể ăn ngủ làm sao cho hợp lý, và chúng ta sẽ chọn các cái điểm ăn thật là kinh tế, ngon, bổ, rẻ, đúng không ạ? Và nếu các bạn cần, như tôi đã nói, thì bạn có thể liên hệ với tôi sẽ gợi ý cho các bạn các điểm đến, các điểm ăn nghỉ rất là hợp lý, rất là tuyệt vời trên Sapa. Ngày hôm nay tôi đã giới thiệu, tôi đã bật mí cho các bạn cái cách để đi du lịch Sapa thật là hiệu quả, thật là tuyệt vời mà chi phí lại cực kỳ thấp, đúng không ạ? Vâng, nếu mà các bạn cần thêm thông tin cụ thể gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới video này, hoặc các bạn cũng có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại của tôi. Tôi luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ các bạn, bởi vì tôi là một người du lịch, một người chuyên đi phượt ở các điểm du lịch trong toàn quốc. Vậy cho nên là nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, có thể các bạn có thể liên hệ với tôi luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ các bạn. Vâng, Trần Sơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.